Ngày 16 tháng 10, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc. Sau thời gian điều tra, tóm tình hình, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện trên địa bàn hình thành một ổ bạc xoàn xỉnh xuyên sát phạt tại nhà riêng. Sau khi đã xác định được địa điểm, vào khoảng 22 giờ 45 ngày 12 tháng 10, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân bất thần vào nhà riêng của Lê Văn Long 1972, trú tại thôn 10, thôn Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tóm giữ 7 đối tượng đang tấn công bạc bằng hình thức ba cây tóm chương. Trên chiếu bạc, lực lượng tác dụng thu giữ hơn 18 triệu đồng và một bộ bài tây. Danh tính của các đối tượng gồm Lê Văn Long chủ nhà, Lê Văn Chiến 1974, Nguyễn Văn Phương 1976, Trần Văn Hùng 1981, Nguyễn Văn Đề 1982, Phan Thị Nga 1986, đều ở thôn Cổ Đạm huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, và Nguyễn Thị Linh Hằng 1977, ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại trụ sở cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn thể hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.